Hello anh em, chào mừng em quay trở lại Nguyễn Công PC. Chúng ta đã từng có những em 12.700k cực kỳ ngon khi mà nâng cấp từ 11.700k này đúng không? Thế vậy liệu anh em có tò mò thử xem là 13.700k này có làm tốt hơn được 12.700k không trong khi là cùng socket không? Bắt đầu video review chi tiết. Nanten. Và cũng giống như tất cả các video review chi tiết một em CPU nó thì trước tiên chúng ta hãy điểm qua thử xem nhờ những cái sự khác biệt của em nó so với cả em 12.700k nó như thế nào nhá. Đầu tiên đó chính là về L2 L3 cách thì chúng ta đã tăng lên một chút. Và cái một chút này tuy nó là một chút thôi nhưng nó không hề một chút nào anh em ạ. Bởi vì chỉ có với một chút này thôi chúng ta sẽ tăng được một lượng lớn FPS đấy. À không, thực ra không phải một lượng lớn nhưng mà nó sẽ cải thiện được FPS trong game của anh em lên. Đặc biệt là các game FPS. Cái đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó chính là cái việc mà em i7 13.700k này có, nó là tăng thêm cả gấp đôi số lượng i-core. Như vậy nó đã tạo ra được một con CPU mà theo mình thấy rất thú vị nhá. Nó có 8 P-core, 8 i-core, P-core X2 lên thì chúng ta sẽ có là 16 x 24 luồng xử lý. Nghe con số này quen không? Mình cảm giác nó chính là một em 12.900k tăng xung. Bởi vì 12.900k ngày xưa cũng là 16 x 24 luồng với 8 P-core và 8 i-core. Thực sự là quá trùng hợp luôn đúng không? Và để bây giờ mình sẽ đi sâu luôn vào những cái bài test để xem cho anh em thấy là em 12.700k này có thực sự là một phiên bản kế nhiệm chính xác hơn của em 12.900k không nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ có là Cinebench R23, chúng ta có đến 30.000 điểm đa nhân và 2.001 điểm đơn nhân. Đây là một con số mà i9-12.900k cũng không thể bằng, trong khi i9-12.900k chúng ta chỉ đâu đó khoảng 27.000 điểm đa nhân. 12.700k mới chỉ có dòng i7 năm sau thôi, chúng ta đã đả bại được hoàn toàn em i9 của đời trước rồi. Tuyệt vời đúng không? Quá ngon luôn. Và thật sự là mình sau khi mà mình kiểu chấm điểm xong ấy, mình bảo thế này thì liệu là trong khoảng 1-2 tháng tới thì còn ông nào mua i9 nữa không? Nhưng không, nếu mà anh em mua i9 12.900k thì bây giờ hiện tại Nguyễn Công PC của bọn mình vẫn có cái chương trình giảm giá đến 4 triệu cho 12.900k cơ. Thì đương nhiên là nếu mà giảm 4 triệu xuống thì vẫn khá là hấp dẫn đúng không? Thôi, quảng cáo vừa thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp vào những cái bài test tiếp theo nhá. Thì chúng ta sẽ có là Blender BMW. Chúng ta có đến là 1 phút 22 giây thời gian render. Đây là một con số cũng khá là cao ở trong cái thế giới CPU hiện tại rồi. Và anh em có thể nhìn bảng ở trên đây để có thể thấy được chi tiết và so sánh thử xem là em CPU này mạnh hơn được những em CPU nào khác trong cùng tầm giá, hoặc là hơn tầm giá, hoặc là đời trước. Về Blender, về render nhá. Đấy thì mình nghĩ là anh em sẽ rút ra được ngay là cái kết quả thôi, nên mình cũng không cần phải nói quá nhiều về kết quả của bài này cả. Đấy, và bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp đến những kiểu cái bài test nó phổ biến hơn và global hơn, đó chính là Puget System. Và ở đây thì mình cũng có hai bài test thôi, đó chính là Premiere Pro và Photoshop. Thì với Photoshop chúng ta có gì? 1.600 điểm vượt trội đúng không? Em i9-13.900k chúng ta đâu có hình như 1.700-1.800. Nhưng mà với số điểm này thì đây là một điểm số rất cao với Photoshop rồi. Bởi vì sao? Chúng ta có một cái lượng đơn nhân kinh khủng như thế cơ mà. Đơn nhân của nó rất cao, rất ngon. Thế nên là điểm số của chúng ta cũng không phải là dạng vừa. Còn với nhiều Premiere Pro khi mà cần kết hợp đến nhiều linh kiện khác vào nhau hơn và một tạo ra một cái sự kiểu luân chuyển dữ liệu vòng tròn nó nhiều hơn và tận dụng những thứ khác không chỉ đơn giản một con CPU, thì chúng ta cũng có một số điểm rất là cao, đâu đó khoảng hơn 1.002 điểm. Thì đây cũng là một con số mà cũng khá là ấn tượng ở trên một em CPU i7-13.700k như thế này. Đấy, thì đấy là những cái số điểm chung chung sau khi mà mình có chấm ra và test thực tế được để cho anh em thấy là em i7-12.700k này nó như thế nào. Và với cái tầm giá nó mình nghĩ là sẽ đâu đó khoảng trên 10 triệu 10 triệu, 11 triệu, mình không nhớ chính xác được giá nữa bởi vì là đợt này làm nhiều sản phẩm quá nên hơi bị lú số. Nhưng mà với tầm giá trên 10 triệu như vậy thì thực sự là em i7 này nó cũng sẽ cho chúng ta một cái hiệu năng trên giá thành tuy là chưa thể tốt được bằng em i5-13.600k mình làm sắp tới đây đâu, nhưng mà chắc chắn là nó sẽ ngon. Nếu mà anh em cần nhiều nhân nhiều luồng hơn nữa và anh em cần một con i9 của năm ngoái tăng xung, tăng L3 cách, tăng IPC thì chắc chắn là em i7-13.700k này nó sẽ là một sự chọn rất là tuyệt vời. Đó, còn về như kiểu là mức xung đi, mức xung và lượng điện thì ở đây mức xung của chúng ta hoàn toàn ổn định ở 5.4 đơn nhân. Nghĩa là khi mà anh em hoạt động đơn nhân, P-core hoạt động lên tới 5.4. Nhưng mà ở đây anh em cũng cần phải lưu ý cho mình là mình cảm thấy như đây là một cái trick của Intel hay sao ấy. Khi mà Intel đã công bố là em này có thể boot đơn nhân lên tới là 5.4. Nhưng mà khi mà mình mở cái HVK monitor ra ấy
thì chỉ có một vài nhân, nghĩa là không phải là tất cả Pico cũng đều đạt được đến 5.4 khi anh em làm việc nhẹ nhàng đâu, mà chỉ có một vài nhân đẩy được lên thôi. Nhưng mà thông số chung nó lại phản ánh ra là 5.4. Thế nên là cái này mình nghĩ là mình sẽ lưu ý cho anh em, để tránh anh em về sau về nhà bật lên lại thế tất cả các nhân đều 5.3 mà chỉ có một vài nhân hoạt động 5.4 thì là Intel đang lừa mình hay sao. Thì không, đấy không phải là lừa, mà Intel đã chọn ra được những cái nhân ưu tú nhất để boost được cho nó lên 5.4. Nhớ điều này nhá. Còn về như kiểu là iCore thì cũng là 4 mấy. Thế nên là tổng chung lại, khi mà anh em hoạt động stress test trong một thời gian rất dài ấy, thì em này hoạt động ổn định ở mức là P-Core tất cả đều 5.3 GHz và E-Core là trên 4 chấm. Một hiệu năng mang lại rất tuyệt vời. Và đi kèm với cái hiệu năng tuyệt vời đấy là một cái công suất ăn điện cũng không phải là quá cao, khi mà nó chỉ ăn đâu đó khoảng 220W sau khi mình stress test một thời gian rất dài, rất rất dài. Nhưng mà nó không hề tụt xung, thì nghĩa là em 13.700 này đang cực kỳ ổn định luôn anh em ạ. Mới là những sản phẩm đầu tiên thôi mà đã ổn định như thế này rồi, thì công nhận là Intel làm CPU kinh thật. Mình phải công nhận điều đó. Còn về như kiểu là nhiệt độ, thì mình ở đây mình cũng ở trong một cái hệ thống test thôi. Mình đang sử dụng một con Nocturne NHD15. Thế nên là nhiệt độ của nó sẽ dao động đâu đó khoảng là 88 đến 92-93 độ. Thì đây là một cái nhiệt độ dễ hiểu thôi, khi mà em 12.900K ngày xưa nó đã rất nóng rồi. Em này còn lại nâng xung lên, sức mạnh tăng hơn, thế nên là nhiệt độ nó sẽ cao hơn một chút. Nhưng mà với một em Nocturne NHD15 nhá, mình test ở trên này nó dao động nhiệt độ đâu đó khoảng từ 87 đến 92 độ, thì chúng ta hoàn toàn có thể chấp nhận được ở trên một em CPU Intel. Bởi vì từ trước đến nay thì giới hạn nhiệt độ của Intel nó là 100 độ cơ. Nó không bị quá nóng dẫn đến là tụt xung trở về mức đề xuất của nhà sản xuất giống như kiểu là 13.900K. Mà em này là, mình nghĩ là em này sẽ là trần của sự ổn định. Thật sự luôn, nghĩa là tầm khoảng 93-92 độ trong một em CPU thì với mình nó chưa phải là quá nóng đâu, mà nó vẫn hoạt động ổn định và bung được hết tất cả sức mạnh, những gì mà em 12.700K có. Thì như vậy mình cảm thấy em này rất tuyệt vời. Đấy, còn về như kiểu là anh em sẽ đặt ra những câu hỏi đúng không, đó chính là liệu với 220W như vậy thì i7-12.700K này có đi được với Mên B không. Thì câu trả lời mình nghĩ là mình sẽ cần phải có thời gian thêm để nghiên cứu. Bởi vì với mức TDP là khoảng 220W thì mình nghĩ là chắc chắn là mình sẽ cần có thời gian để test với những dòng Mên B mới. Và mình cũng muốn thử xem là với Mên B660 loại xịn thì liệu có thể chơi được với em 13.700K này hay không, để tiết kiệm tối đa giá thành nhất cho anh em mà. Còn mình nghĩ thôi, nếu mà anh em muốn an toàn thì thôi cứ đóng Mên Z đi. Bởi vì là lên đến 13.700K rồi, sức mạnh nó tương đương với một em i9-12.900K, thậm chí còn hơn ngày xưa. Thì cái việc mà anh em cầm Mên Z mình nghĩ là sẽ xứng đáng hơn đúng không. Nhưng mà Mên Z bây giờ anh em nhớ là chọn Mên D4 nha, cho nó rẻ. Chứ còn Mên D5 bây giờ nó vẫn hơi đắt, và đi cùng với Mên D5 đúng không, nó cũng hơi đắt. Còn nếu mà anh em là muốn hướng tới tương lai thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ chọn một em Mên Z690 hoặc là Z790 sử dụng DDR5 để có thể tối ưu nhất về hiệu năng chơi game cũng như là hiệu năng làm việc của em với RAM DDR5 rồi. Đấy, và đây là một bài review khá là ok về em i7-13.700K. Và liệu anh em có thấy em này ngon không, hay là con này nó ở giữa con i5 và i9, anh em một là chọn i5 hay là chọn i9, thì nhớ comment xuống bên dưới nhá. Và đừng quên là sắp tới đây mình cũng sẽ có một video review chi tiết em i5-13.600K này, để cho anh em có thể dễ dàng chọn lựa giữa 3 phân khúc giá khác nhau, phân khúc khác nhau hoàn toàn luôn. Nhớ để comment xuống bên dưới nhá. Bấm chuông, bấm like, bấm subscribe kênh Nguyễn Công PC. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.